Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay á, mình đang có mặt tại Thao Yama Kỳ Hưng. Thì bây giờ đang là đầu tháng giêng rồi. Và hôm nay á, thì chiếc Yamaha NVX phiên bản màu đỏ mới vừa về. Cho nên là mình đã vội vàng đến đây để mình review cho các bạn xem cái phiên bản màu đỏ này, xem nó sẽ như thế nào. Còn đây chính là phiên bản màu xanh GB nữa các bạn. Vừa rồi về một phiên bản Monster giống thế này, nhưng mà cửa hàng lại bán rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ra phía sau mình quay chiếc xe màu đỏ cho các bạn xem nha. Trước khi mình quay á, mình xin nói địa chỉ luôn của Thao Yama Kỳ Hưng là ở số 161 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Bây giờ mình đang tiến ra phía sau và các bạn nhìn đây nè, đây là phiên bản màu đỏ mà lâu lắm rồi mình thấy có rất nhiều bạn nóng chờ phiên bản màu đỏ này, và hôm nay xe mới vừa về là mình đã vội vàng đến đây review liền luôn cho các bạn xem. Phiên bản này là màu đỏ tươi nha các bạn, là nước sơn bóng, nước sơn bóng. Cái phần nổi bật, cái chất ít của xe này á, là ở đây, là nó được sơn nhám nha các bạn, màu xám, và là nước sơn nhám, nước sơn mờ đó các bạn, sơn mờ ha. Cái não trên này vẫn là màu đen và là trong suốt, miếng nhựa trong suốt nha các bạn, màu đen nè, vẫn như là những phiên bản kia. Và ở dưới này sẽ là một cái màu đỏ nổi bật, cực kỳ nổi bật luôn. Rất nhiều bạn đã mong chờ phiên bản màu đỏ này về đó các bạn. Và rất nhanh thôi, mình nghĩ phiên bản màu đỏ này đã có bạn cọc rồi, thì nay mai xe sẽ được giao thôi. Cho nên hôm nay mình đã cố gắng tranh thủ ra sớm mình quay cho các bạn xem. Bạn nào thích cái màu đỏ này thì cứ đến cửa hàng mình đặt cọc trước nha các bạn, đặt cọc trước vẫn được. Ở đây là một cái tem màu đen đó các bạn, một chút xíu vào này thôi, nhưng nó sẽ là cái điểm nhấn. Bên này á, cũng có nè, và kèm thêm là cái chữ NVX ở đây màu trắng. Đây là tem dán nha các bạn. Các bạn nhìn dưới này nè, siêu ngầu luôn. Đó, về tổng thể cái phần mặt trước này á, thì xe đã gọn gàng hơn cái phiên bản cũ rất là nhiều, và cũng đẹp hơn rất là nhiều, đẹp hơn nhưng mà thiết kế trao chuốt mượt mà hơn rất là nhiều luôn các bạn. Và nổi bật nhất vẫn là cái cụm đèn đờ mi này, đờ mi này nè các bạn, ở đây được chia ra làm hai nha, nó có một cái cắt xẻ ở đây chia làm hai nè các bạn. Và tổng thể đèn trước này cũng được Yamaha làm to hơn phiên bản cũ, cho cái độ chiếu sáng phủ khắp mặt đường rộng rãi hơn, và đều là đèn led nha các bạn, đèn led nha, siêu đẹp. Phần mũi nè, ngay cả cái chi tiết này thì Yamaha cũng trao chuốt luôn. Ở đây là một cái đường gân dập nổi đó các bạn, chứ nó không phải là một cái chỗ trơn luôn đâu nha. Nè, còn cái phần này á, thì khi mà không mở đèn á, thì nó sẽ cho một cái ánh sáng mờ, một cái dãy màu trắng mờ đó các bạn, rất nổi bật. Rồi xuống luôn cái phần dè dưới này cũng là màu đỏ, màu đỏ bóng. Đây là ký hiệu ABS đó các bạn. Xe này được trang bị phanh ABS nha. Còn đây là cặp vành. Phần cục trước đó các bạn. Và xi nhan á thì Yamaha vẫn để dưới này nha các bạn. Và sử dụng bóng này là bóng halogen. Xi nhan ở dưới này. Đây mình qua luôn cái phần bên hông xe, phần ngực xe đó các bạn, màu đỏ nè, tem dán màu đen nè. Ở đây là những cái chi tiết màu xám mờ kết hợp với cái dãy màu trắng này, và đây là 155. Ở đó là rất đẹp luôn, mình thấy che ra xa cho các bạn xem cái phần phía bên hông nè, rất là thể thao. Các bạn thấy cái phần tem màu đen này nè, nó đến đây đúng không, nó sẽ được giống như là nó chìm xuống đây, rồi từ đây nó lại đi ra đây nè các bạn. Ha, xuống đây, rồi nó lại ẩn xuống đây, ở đây nè, nó lại tiếp tục nổi ra đi xuống đây luôn. Các bạn xem lần nữa nha, rất đẹp luôn. Mình đánh giá rất cao cái phần thiết kế mới này của Yamaha, gọn gàng hơn nhưng mà nó rất là đẹp, trao chuốt mềm mại hơn rất là nhiều nhưng mà vẫn rất là mạnh mẽ. Đây là cái phần chữ X rất là nổi bật luôn.
NVX mà các bạn. Đây là nước sơn nhám nha, còn đây là chữ NVX nè, cũng là tem dán thôi. Và xe này được trang bị công nghệ là VVA, van biến thiên VVA đó các bạn. Rồi, đến phía sau luôn, lại là màu đỏ bóng nè. Cái phần vuốt nhọn lên này á, nó cho chúng ta cái cảm giác như là một chiếc xe mô tô có lớn, kèm với cái yên 2 tầng này nữa các bạn. Nó y như là những chiếc xe mô tô phân khối lớn á, bay đó các bạn. Xuống dưới này là cụm động cơ 155 phân khối. Mã lực chiếc xe mới này nó cao hơn một chút, nhưng mà xe lại nặng hơn một chút nha các bạn. Nặng hơn phiên bản cũ, vì cái bình xăng mới này á, Yamaha nâng cấp lên đến là 5,5 lít. Nó nhiều hơn phiên bản cũ, nhiều hơn rất là nhiều luôn. Thì khi mà các bạn đi đường trường á, cái đoạn đường đi của chúng ta nó sẽ dài hơn, thoải mái hơn, không lo có vấn đề đổ xăng nhiều lần. Và đây là cụm cục sau đó các bạn, vẫn được trang bị cái bình dầu màu vàng thế này. Nhìn vào là thấy nó thể thao rồi các bạn, rất thể thao và rất nổi bật. Tuy nhiên là phía sau này á, Yamaha không trang bị cho chúng ta một cái tay vịn, tay nắm nha. Chúng ta nắm dưới này để dẫn xe. Còn đây là cụm đèn hậu xi nhan nè, vẫn là sử dụng ống halogen và được tách rời thế này. Dưới này sẽ là cái đèn soi biển số đó các bạn, bắt biển số ở đây nha. Và cái dè chắn vùng này là cái dè này cũng là cỡ lớn. Đây là cái miếng phản quang nha, đó. Còn đây là cặp vành sau đó các bạn, xe mới vừa về luôn nha các bạn, cho nên là vẫn còn dính bụi đường nè, mới vừa về luôn là mình ra quay liền cho các bạn xem. Bây giờ mình đang ở phía bên mà phần ống bô của xe, ống xả đó các bạn. Cái phần thiết kế mới ở cái cánh bửng bên này nè các bạn, cả hai bên mình cực kỳ thích luôn, nó thể thao đó các bạn. Ở đây các bạn nhìn thấy nó như là một cái hốc gió đó các bạn, cứ y như là một cái hốc gió vậy đó, rất là khí động học. Mặc dù chỉ là hốc gió giả thôi, Yamaha làm cho đẹp thôi, nhưng mà rất khí động học, rất đẹp. Còn đây là cận cảnh luôn cái cụm phanh của xe ha. Nè, đây là cái vòng độc ABS nha các bạn, được trang bị phanh ABS nha. Và cụm đồng hồ mới này là cũng là full LCD, rất là đẹp. Cụm công tắc nè. Tuy nhiên thì các bạn xem cái phần này, ở đây á, là nút không phải là bắt sinh nha các bạn, mà là menu đó các bạn, menu điều khiển cái bảng đồng hồ chính ở trên này chứ không phải là bắt sinh. Lưu ý vấn đề đó nha. Chúng ta sẽ đổ xăng ở đây nè các bạn. Và đây là cận cảnh luôn cái cốp rất là to. Còn đây sẽ là nơi mà để số khung của máy nè các bạn, RL số khung của máy luôn nha. Các bạn xem cái cốp nè, có thể nó là khổng lồ, rất là to đó. Còn đây chính là cái nơi mà Yamaha trang bị cho chúng ta một cái cốp nhỏ để có thể sạc điện thoại các bạn. Trong này sẽ là một cái dắt để sạc điện thoại, tuy nhiên cái này chỉ là dạng tẩu thuốc thôi nha, nó không phải là cái ngõ USB đó. Và cái cốp này có nắp đậy nhưng mà nó không có khóa nha các bạn. Các bạn chỉ việc nhấn vào là sẽ đóng lại thôi, và muốn mở ra thì lại nhấn vào để mở. Như vậy đó, không thể nào để được những cái món mà trang sức quý báu ở đây được nha các bạn. Còn bên này sẽ là cận cảnh luôn cái bộ khóa thông minh của xe. Đổ xăng ở trên này và mở yên sẽ là ở dưới này.
Bây giờ mình sẽ đứng xa xa cho các bạn xem tổng thể chiếc xe luôn nha. Mình chờ mãi cả tháng rồi nó mới về đó các bạn, màu đỏ này. Mà khi về thì chỉ đậu ở cửa hàng khoảng chừng vài ngày thôi, vì xe này là có khách đã đặt cọc rồi. Các bạn thích màu này thì có thể đặt cọc vẫn được. Các bạn xem ở góc này nè, xe của nó là rất đẹp. Cái phần ngực trước đó các bạn, rất đẹp luôn. Và chiếc xe này thì Kỳ Hưng đang bán với giá là 55 triệu. Đã bao gồm thuế VAT rồi nha các bạn, 55 triệu. Nhưng mà chưa có bao gồm phí biển số lăn bánh nha. Bây giờ mình đang chở vào trong showroom. Thì mình nhắc lại giá hiện tại của phiên bản này là 55 triệu đó các bạn, NVX. Còn đây là phiên bản màu xanh GB còn trưng tại cửa hàng nè. Hôm rồi có về một phiên bản màu đen, cặp mâm màu vàng đồng, và một phiên bản nữa là Monster, nhưng mà cửa hàng lại ngay lập tức bán rồi đó các bạn. Rồi, bây giờ mình xin được kết thúc video đây luôn nha. Khi nào mà Yamaha mà Exciter 155 về á, mình sẽ đến đây mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Xin chào các bạn.